Đây là dòng máy xay Mini Akira, dòng máy xay được ưa chuộng nhất hiện nay. Máy xay này có thiết kế rất là hiện đại và rất là nhẹ. Các bạn có thể di chuyển dễ dàng và đặt ở trên các vị trí rất phù hợp và hiện đại. Hiện nay thì hầu hết các quán cà phê đều đã chuyển sang bán cà phê hạt như này, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đối với máy xay Akira này thì nó rất phù hợp bởi vì là nó có 8 cỡ chỉnh, các bạn có thể sử dụng tại các quán xay pha phin hoặc pha máy đều được. Nhưng mà các bạn lưu ý là cỡ càng to, số càng to thì cỡ hạt ra càng to. Vì thế cho nên là bình thường thì mình xay thì mình hay chỉnh. Ví dụ là pha phin thì mình thường hay để ở cỡ 2,5 hoặc là cỡ 2. Còn pha máy thì các bạn có thể chỉnh ở cỡ 1 hoặc là cỡ 0. Các bạn chú ý cái mũi tên chỉ thẳng xuống như thế này là cỡ chỉnh. Mình sẽ phát thử, xay thử cho các bạn xem. Ví dụ là bây giờ mình xay dùng để pha phin, sẽ xay tầm cỡ 2 như này. Nguyên tắc sử dụng máy mini này các bạn luôn nhớ là phải bật máy trước khi cho cà phê hạt vào nhé. Máy xay rất là nhanh, êm. Đây là cỡ dùng để pha phin. Với cỡ xay này các bạn có thể pha một cốc cà phê pha phin hoàn hảo. Máy ra cỡ hạt rất là đều. Giờ mình sẽ chỉnh thử để pha máy cho các bạn xem. Cỡ xay pha máy thì thường là cỡ dưới 1 hoặc cỡ 1 như này. Bật máy nhé các bạn, luôn phải bật máy trước khi cho cà phê vào. Da rất mịn. Đây là cỡ dùng để pha máy. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng cỡ này để pha các loại bình pha theo kiểu Mỹ như Aerospace hoặc các loại siphon pha cà phê. Akira hiện là con máy được ưa chuộng nhất hiện nay. Máy được nhập khẩu ở Đài Loan, vừa tiết kiệm điện, vừa đa dụng tính năng và rất là bền.